Cháu tên là Nguyễn Thị Tuyết Lan, năm nay 48 tuổi. Bệnh thì phát hiện từ năm 2000 là bị cái u trong tủy, nhưng mà đến 2003 thì mới mổ được. Thì lúc đấy là cháu đang mang bầu thằng cu. Cái 2003 mổ thì mổ đến nay là được 12 năm rồi. Nhưng mà cái u của cháu là mổ không hết được, thì vẫn còn giữ lại khoảng 30% ở trong. Vì khi mổ hết thì bác sĩ bảo là nếu mổ hết thì chẳng may là bị một phần đứt cái tủy thì sẽ bị liệt. Thì sống thực vật thì bây giờ thì từ 12 năm nay mổ, nhưng mà những lúc mà nghĩa lúc nào nó cũng đau mà tê từ trên cổ xuống. Thế nhưng mà những hôm giờ giờ thì gần như không đi được, trời mưa hoặc là tuyết rơi thì cứ nằm bệt và duỗi thẳng chân thôi, chân cứ rút năm đầu ngón chân lại thì không đi được. Mà vẫn rất rất mong là để gặp được thầy thuốc làm sao mà điều trị cho cháu được khỏi cái bệnh, nghĩa là trừ khi là ngủ cháu mới hết cảm giác đau, còn bình thường mà nhận thức được thì là lúc nào cũng đau, đau đớn mà nó tê từ trên cổ xuống đó, đến tận các ngón chân ngón tay. Vâng, thì rất mong là gặp được thầy để thầy chỉ cho các phương pháp như nào để cháu điều trị cho nó khỏi bệnh. Vâng, nó thuyên giảm là rất là tốt. Vâng. Ráng, ráng ngồi xuống, coi tay đau. Rồi, ngồi xuống đi. Rồi, đứng dậy. Đau đớn gì không? Rồi, ok, cảm ơn chị. Người ta gọi là nhĩ môn một, và nhĩ môn một là hai cái lỗ này là có nhiệm vụ là đặt cái này, nó gọi là khóa nhĩ môn. Cái này là cái đồ khóa nhĩ môn. Khóa nhĩ môn như vậy là mọi người thấy đây, đây là nó hết rồi nè, thì đây là ngay gót chân, thấy chưa? Thì cái nhiệm vụ chúng ta làm gì là phải làm sao cho cái gót chân này đụng ở đây được thì chị này mới đỡ ra. Mà muốn mà làm đụng cái điểm hồi nãy nhớ cái gót này nằm đây đúng không, là tay dây. Bàn tay dây vậy là chừng 20 cái. Rồi, thì khi mà ta ấn nhẹ vậy nó mềm nữa. Thì cái đây là cái bí quyết của bà Linh, gọi là bí quyết khóa mạch. Mà nếu mà ta bình thường ở cái làm này thì nó không có xuống, nhưng mà ta biết cách khóa thì nó sẽ xuống. Và lúc đó là chúng ta sẽ, khi mà ta xoay thì mọi người nhớ nha, là ta xoay là phải xoay qua vô phía trong, đừng có ai mà xoay ngược vậy là nó chặt cái háng đây nè. Thì tôi phải xoay nhiều vòng ba nè, mà khi ép chân á thì tôi sẽ ép bên đây trước, nhớ nha. Rồi là tôi bốn nè, thấy không? Trong khi đó tôi có thể làm này cho mềm trong năm nè, sáu nè, mà mỗi lần ép là cái tay tôi quay như này là tôi ép nó xuống nè, thấy chưa? Thấy không? Năm nè, sáu nè. Rồi, bây giờ ta mới xây tiếp 4 5 6 7 8, thấy chưa, giảm không? Giảm rồi, giảm rồi. Cúp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 5, 6, 7, 8, 19, 20. Thấy không? Đúng rồi, đủ. Rồi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 là mềm. Thì khi mà ta làm vậy á, nó mềm này rồi, thì lúc đó ta kéo xuống. Thế nó mềm liền. Mà nhờ có cái này thì mới nó mới mềm mới được. 2, 3, 4, 5, thấy chưa? 6, 7, 8, 9, 10. Đứng dậy, ngồi xuống. Đứng dậy, ngồi xuống. Đứng dậy, ngồi xuống. Đứng dậy, thấy tường kéo em. Em đứng ngoài sau. Giờ đây, quay lại đây, ngó xuống. Rồi. Bây giờ ngồi xuống đi. Ngồi xuống. Đó. Rồi, đứng dậy. Đi tới vào kia coi, đi tới vào kia coi. Quay trở lại. Bây giờ bớt đi rồi nhắc lại hết.
Rồi đi tiếp lên đây. Dở cẳng lên, đi dở cẳng lên. Rồi không sao, còn chút xíu dừng lại đi. Dừng lại. Rồi. Phỏng vấn cô đi, coi cổ ghê. Sau khi quay chân và ép chân thì cô cảm thấy như thế nào ạ? Dạ cảm ơn thầy. Vì hôm nay được biết cái trị liệu của thầy này thì đúng là em bị bệnh cách đây 15 năm rồi. Mà bệnh u trong tủy mà hôm nay đúng là lần đầu tiên thấy cái lưng nó giãn ra mà không hề đau. Thì khi mà thầy quay cái chân này mà lúc mà quay vòng này không hề thấy đau một tí nào. Mà cái lưng rất là giãn, cảm động có thể ạ. Vì là bạn mười mấy năm còn bị đồng sống trong cái đau đớn như thế mà không biết như nào. Thì rất là cảm ơn thầy như này. Vì có 15 năm bị đau mà bây giờ thận suy là cái u trong tủy của em vẫn còn. Nghĩa là chỉ mổ một phần nào thôi. Mà chân lúc nào cũng tê. Mà hôm nay thầy làm cho rất là đỡ. Cảm nó nhẹ bẫng luôn ý. Cả cái sống lưng với cả cái chân này. Vâng. Em muốn... cảm ơn thầy mà. Hốt đi anh em. Chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam. Điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.